khí nhỉ. Đây này em ơi. Đâu? 8 cây, 8 cây đi bộ nhanh hả? Nhưng phải đến đây đi xe, đi xe, đi xe, đi xe, đi xe, đi xe. Từ đưa đây. Cho một chai. Tí nữa, tí nữa. Cho ý một chai đi. Dừng chút nào đi. Thật chút nào giờ đẹp đẹp dừng chút. Được. Đang ở đâu rồi? Tàu nào vào rồi? Đây, chặn hết xe. Bây giờ xe mình đang quay đầu đấy nhá. Đang có khách nào không? Đấy, xe chặn hết, không cho xe nào lên nhưng mà. Đang từ Sapa phi về. Không biết được có không còn khách không? Giữ lại. Đấy, 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 dưới đấy còn nhiều xe không? Không. Đúng rồi, chỗ đấy nó dày hơn. Chỗ này lùm cùm bên này. Ở đây họ cho thuê xe máy không đấy? Nhiều luôn nào. Cho xe ôm à? Xe ôm được. Nếu mà lúc nào rơi tuyết rơi là xe đi luôn. Chắc kiểu gì hôm nay cũng rơi đúng không? Lạnh như này. Chưa chắc. Tại vì hôm qua nhiều quá, nó rơi nhiều quá hết rồi. Lấy đâu đến hay không? Thất vọng. Nhìn thấy tuyết là giờ đấy, người thích hết. Ôi sao không máy này? Rơi một ngày rơi dày lên nó còn dễ lên. Lại nó xế. Rơi cả một ngày. Chưa bao giờ lấy do ngày trước quả chỉ có 1-2 tiếng nhở. Rơi mỏ mỏng mà năm nay rơi dày thế. 50 phân. Mà lại còn rơi khắp nơi nữa nhở. Trước chỉ có một. Em có hệ thống làm được nó vẫn đẹp mà. Vàng. Vàng. Cái bên trên này ở đây là nó mỏng quá. Chỗ mình đi đến 3 phân được gì nữa không? Này,
các phần. Dạ, nhà thờ à?